Mẹ mất và bà là kinh pháp cụ tiếp theo là mẹ tập hình phạt. Kinh pháp cụ 129. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ không riêng không phạm riêng. Thì trong tất cả những cái hình phạt thì có nhiều những cái hình phạt đối với một những cái người khác, đó là người ta có thể phạt là cái người khác như là xử phạt bằng tiền, có khi người ta xử phạt một cái người đó mà phạm cái lỗi gì đó mà đem ra xử phạt, thì có thể có nhiều cái hình thức xử phạt, đó là phạt bằng tiền hoặc là phạt đánh đòn hoặc phạt bị giam tù. Và trong cái hình phạt mà nặng nhất đó là phạt là bị mang đi xử tử. Thì đó là một cái thì trong thì đối với những chúng sinh mà có mạng sống thì cái mà người ta sợ nhất đó là sợ bị chết, cái mà người ta yêu quý nhất đó là mạng sống. Nhưng như mà một cái người mà làm một cái việc như là cướp đoạt cái mạng sống của một cái chúng sinh khác thì đó sẽ là một cái tội lỗi hay là một cái ác nghiệp lớn nhất trong tất cả những ác nghiệp. Hay là mình có cái tâm mà muốn giết một cái người khác hay là một cái sinh mạng khác thì đó là một cái tâm ác nhất trong tất cả những cái ác. Cái ác nhất trong tất cả những cái ác đó là cái ác là muốn giết hại mạng sống của những chúng sinh khác. Mặc dù là ở trên đời thì ai cũng tham sống sợ chết, nhưng mà cái sự tàn sát nhau thì vẫn thường xuyên xảy ra. Vậy thì những cái người ở trên đời mà có cái ác tâm muốn giết hại mạng sống của những cái sinh mạng khác thì lại rất là lớn, rất là nhiều. Và tại sao mà những chúng sinh, những cái con người ở trên đời lại không có cái từ tâm mà lại có cái ác tâm lớn như vậy? Thì để mà giảm bớt được cái ác tâm của chúng sinh thì đó là phải có cái sự tu tập về từ tâm, tức là một cái người nào có cái lòng từ tâm trở nên thì lúc đấy cái ác tâm này nó mới được diệt trừ. Thì trong những cái từ tâm đấy thì một cái người đấy muốn khởi được cái từ tâm hay là muốn chấm dứt được cái ác tâm ở trong mình thì cái người đấy có cái cách, đó là lấy mình, tức là hướng vào trong mình, xem là mình lấy mình làm ví dụ, tức là mình yêu quý cái mạng sống của mình như thế nào, thì mình cũng sẽ hiểu ra được là những chúng sinh khác cũng yêu quý cái mạng sống của họ như thế vậy. Để sau đó mình mới có thể khởi lên được cái tâm từ đối với tất cả chúng sinh, như là cầu mong cho họ thoát khỏi sự những hiểm nguy, cầu mong cho họ thoát khỏi những nỗi khổ về thân, cầu mong cho họ thoát khỏi những nỗi khổ về tâm, nên là cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc. Thì mình muốn cầu mong cho những người khác được những cái điều tốt đẹp, nhưng mà mình muốn hiểu về cái điều tốt đẹp đấy thì trước tiên mình phải hướng tâm vào trong mình, nên là mình khởi lên cái lòng mong muốn cho mình được cái sự an lành, thoát khỏi những nguy hiểm, và thì mình sẽ hiểu ra cái sự mong muốn của người khác. Sau đó thì mình khởi lên cái tâm là mong muốn cho mọi người thoát khỏi những nỗi nguy hiểm về mạng sống, thì đó cũng là tâm từ. Thì một cái người mà khởi lên được cái tâm từ như vậy
thì cái ác tâm muốn làm hại người khác nó sẽ hết đi. Nếu mà mình mà không khởi lên được cái tâm từ như vậy thì cái ác tâm muốn làm hại người khác nó sẽ khởi lên. Là mình có thể làm những cái việc như là sát hại sinh mạng của chúng sinh. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thích sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết không bằng giết. Thì khi mà mình mà giữ, nếu như mình gặp một cái chuyện gì đó nguy hiểm đến mạng sống, đến cái mạng sống của mình, mà lúc đấy có ai đó mà ra tay cứu vớt, thì lúc đấy mình sẽ hoan hỉ như thế nào, mình sẽ vui mừng như thế nào. Nếu như mình thấy được điều đó, và khi mà một cái sinh mạng khác người ta đang gặp nguy hiểm, nếu như bây giờ mà có một người mà mình có thể cứu vớt được cái mạng sống của người đấy, thì cái người đấy cũng sẽ hoan hỉ như thế này, cũng sẽ vui thú như thế này. Nên là một cái người mà khởi lên một cái tâm đó là mong muốn cho những cái người khác không phải xa nhiều cái niềm vui được sống, không phải xa nhiều cái niềm vui mà được giữ gìn mạng sống ấy, thì người đấy sẽ không khởi những cái tâm là muốn cướp đoạt cái niềm vui của người khác, đó là cướp đoạt cái sự sống của người khác. Nên thì một cái người mà mình biết được những cái mình hiểu ra được cái nỗi khổ của chúng sinh, hiểu ra được cái nỗi khổ là mình biết là chúng sinh sẽ đau khổ như thế nào nếu như phải chết. Cái người đấy cảm nhận được, mình có thể cảm nhận ngay ở trên chính mình, nếu như bây giờ mình mà phải chết thì mình sẽ đau khổ như thế nào. Khi cảm nhận được cái nỗi đau khổ ở trên mình rồi thì mình sẽ lúc đấy mới có thể hướng tâm đến những chúng sinh khác, và lúc đấy mới có cái sự cảm nhận họ sẽ đau khổ như thế nào nếu như họ phải chết. Nếu như cái tâm ấy mà cứ được thực hành, được tu tập, được rèn luyện, được làm cho sụp mãn, thì cái tình thương đối với chúng sinh sẽ khởi lên, hay là còn gọi là cái tâm bi mẫn với chúng sinh sẽ khởi lên. Những người đấy sẽ không bao giờ giết hại một ai, sẽ không bao giờ giết hại một cái sinh vật này, không giết hại cái sinh linh này. Còn nếu như cái người sống ở trên đời mà không có cái tâm như vậy, không khởi lên cái tâm mà cảm nhận cái nỗi khổ đau của mình cũng giống như nỗi khổ đau của người, mà thấy cái nỗi khổ đau của người khác cũng giống như nỗi khổ đau của mình, thì cái người đấy sẽ có cái tâm sát sinh, sẽ có cái tâm muốn giết hại mạng sống của những sinh khác. Một cái người mà có cái mình có thể nhìn lại cái niềm vui khi mà mình giữ được cái mạng sống, thì mình cũng sẽ hoan hỉ, mình cảm nhận được cái niềm hoan hỉ khi mình giữ được mạng sống, thì mình cũng sẽ cảm nhận được cái niềm hoan hỉ với những người khác khi mà họ giữ được mạng sống. Vậy cái người mà thực hành cái tâm bi, nó đang cảm đồng cảm nỗi khổ của mình với nỗi khổ của chúng sinh, thì người đấy sẽ không làm khổ chúng sinh. Người nào mà đồng cảm được cái niềm vui của mình với niềm vui của những chúng sinh khác, thì cái người đấy sẽ không đoạt mất cái niềm vui của những chúng sinh khác. Đấy là cái sự mà để mình tránh xa được cái tạm cái sát hại mạng sống, sát hại mạng sống của những chúng sinh khác. Thì trong có về đời có thể có rất là nhiều những cái ác nghiệp, nhưng mà những cái ác nghiệp về sát sinh thì đấy là một cái ác nghiệp lớn nhất. Thì đối với những người Phật tử đã vi tam bảo giữ năm giới rồi thì hay là những người mà hiểu ra được cái nghiệp báo nhân quả, thì người ta mới sẽ biết sợ hãi những cái việc làm ác như là sát sinh. Nhưng mà ở người đời vì người ta không có được hiểu cái pháp về nghiệp, không được học những cái pháp về, không hiểu ra những cái pháp về nghiệp, cho nên là người ta cứ sát
sản sinh hay là làm những cái việc ăn mà người ta không có sợ bị cái quả báo. Còn nếu như mà cái người mà hiểu ra có cái niềm tin vào cái nghiệp và quả của nghiệp thì cái người đấy sẽ mỗi khi làm một cái việc sát sinh thì cái người đấy sẽ sợ hãi, hổ thẹn những cái điều mình đã làm và ghê sợ, cảm thấy ghê sợ với những cái nỗi lầm đó, và cái người đấy sẽ không dám sát sinh nữa. Thế thì một cái người có trí khi mà thấy một cái người khác sát sinh thì biết ngay là đó sẽ là cái người đó đang tạo nên một cái nhân đau khổ cho chính mình. Cái nhân đau khổ đấy có thể nó sẽ còn đau khổ hơn cái nỗi khổ mà cái sinh mạng kia đang bị giết. Là có thể là sẽ thấy là một cái người này sẽ dùng dùng những cái binh khí để giết hại một người khác, nhưng mà sau này họ sẽ chịu cái quả báo lớn hơn rất nhiều lần. Họ có thể sẽ phải chết, sẽ phải bị giết như thế rất nhiều lần chứ không phải là trả cái quả báo đến một lần, mà bị chết đi sống lại rất nhiều lần. Để cho nên sống người trên đời cứ hoan hoan tương tự, hoan hoan thất trầm, cứ người này giết người kia rồi sau đó lại bị người khác giết lại. Vì vậy nên là ở trên đời này cái sự tàn sát nó cứ diễn ra, ngay cả con người với con người cũng tàn sát nhau. Đó cũng là những cái nghiệp mà do con người đã tạo. Sống trên đời thì ai cũng muốn sống được bình yên, nhưng mà do mình đã gieo những cái nhân ở trong quá khứ, những cái nhân mà sát hại ở trong quá khứ, cho nên là cái đời này sinh ra có thể là có một cái quả báo gì đó ở trong quá khứ nó trổng, một cái báo ứng ở trong quá khứ nó trổng mà cũng không thể tránh khỏi được. Thì những cái cuộc chiến tranh nó có thể xảy ra, những cái sự tàn sát nó có thể xảy ra. Khi mà một chúng sinh bị giết thì đó là quả báo của cái chúng sinh đấy. Thì bây giờ mình mà giết một cái con gì đó thì đó là quả báo của nó phải chết. Vậy thì mình có tội không? Quả báo của nó mà giúp cho nó trổ quả. Đó là quả, nhưng mà trong cái quả đấy nó có nhân. Nó có nhân, tức là cái quả báo của cái con vật đó, của cái sinh mạng đó, nó đến lúc nó chín mùi vì trong quá khứ nó đã sát sinh rồi, cho nên là bây giờ nó phải chết. Mà trong quá khứ nó sát sinh có khi nó lại là người sát đã từng giết mình, nên là bây giờ mình giết lại nó, đấy là nhân có hay có chạy. Nhưng mà trong cái quả này nó có cái nhân, đó là trong cái lúc mình sát sinh đấy, trong cái lúc mình sát sinh, mình sẽ khởi lên một cái ý muốn sát sinh. Đây là một cái sinh mạng có mạng sống, mình khởi lên cái ý ta muốn giết nó và mình cố ý giết nó. Thì cái lúc mình cố ý giết nó đấy là mình tạo nên một cái ác nghiệp, thì đã tạo nên một cái nhân, một cái nhân sau này sẽ có chúng sinh khác cố ý giết mình, cố ý giết lại mình. Còn nếu như mà một cái chúng sinh đó nó chết mà không do cái sự cố ý giết của mình, ví dụ mình đi đường mình vô tình mình đạp vào những con vật thì nó chết, thì đó là quả báo của nó, quả báo của cái con vật đó nó phải chết vì nó cũng đã từng sát sinh nhiều nên bây giờ nó chết. Nhưng mà cái do mình không cố ý, mình vô tâm thì mình không có tạo, không để lại cái nhân, nên là cái kiếp sau thì nó không có cái, không có quả báo. Vậy thì nếu như mà mình mà có cái sự cố ý giết hại một cái sinh mạng nào đấy thì chắc chắn mình sẽ bị cái quả báo như vậy. Thế nên là trong nhân thì nó có quả, trong quả thì nó có nhân, cứ bay chạy chạy bay và sẽ không biết đến bao giờ mới tránh khỏi. Nên là có những cái trường hợp mình biết đó là nhân quả, có những cái vị thánh tăng mình biết đó là có những cái nghiệp nó sẽ trổ quả và không thể tránh khỏi được.
Ví dụ như là ngày mục kiền liên, ngày bị nhóm nghi kiền tử sát hại. Đấy, mặc dù đã đến rất là nhiều lần, những cái nhóm này đã tìm đến ngài để sát hại ngài rất nhiều lần. Những cái lần trước thì ngài dùng thần thông ngài bay đi. Đấy, nhưng mà sau đó, sau rất nhiều lần như vậy, tức là ngài mới hướng tâm về quá khứ để biết xem là đây nó là cái nhân gì mà cái nhóm người này cứ tìm sát hại mình, thì ngài mới biết là đó là cái nghiệp mà do ngài đã tạo ở trong quá khứ. Cái nghiệp mà ngài đã tạo trong quá khứ đó là có một cái kiếp quá khứ này đã từng giết cha mẹ, và kết quả của cái nghiệp giết cha mẹ đó là ngài đã từng phải đọa vào trong địa ngục hàng trăm ngàn năm. Và những cái kiếp sinh ra làm người, ngài đã bị chịu trả cái quả báo đó, đó là hàng trăm ngàn lần bị đánh tan xương nát thịt. Và đây là cái lần cuối cùng, là cái lúc đấy ngài đã chứng quả A-la-hán rồi, nhưng mà cái quả đấy nó vẫn trộn. Đó là khi ngài biết được cái quả này không thể tránh khỏi, và là ngài đã chủ động không có chạy trốn nữa, và cuối cùng ngài cũng sẽ đã bị sát hại. Thì những cái tên cướp mà ra tay sát hại ngài thì cũng tạo nên một cái ác nghiệp rất là lớn. Họ sẽ bị cái quả báo ở hiện tại, bị cái quả báo ở tương lai gần, ở hiện tại sẽ bị xử phạt theo cái pháp luật, ở tương lai thì sẽ bị xử phạt, đó là cái quả báo phải rơi vào trong địa ngục. Và những cái quả báo nó còn ở nhiều kiếp tương lai nữa, đó là sau khi ra khỏi địa ngục được sinh lại làm người thì vẫn cứ tiếp tục mà phải bị đánh mất mạng như thế rất nhiều lần nữa. Thì một cái người mà phát cái ác nghiệp sát sinh thì cái người đấy sẽ gieo những cái nhân quang dài với chúng sinh, và cái người đấy sống ở cái đời nào cũng khó bảo toàn tánh mạng. Nhưng những cái người mà hay gieo những cái nhân sát sinh thì khi sinh ra thì hay sinh vào cái thời mà có chiến tranh, thì thế những thời mà có chiến tranh thì rất dễ bị lôi kéo vào những cái cuộc tàn sát, và rất là khó giữ gìn bảo quản được cái mạng sống của mình. Vậy nên là con người càng có cái tâm tàn sát hiếu chiến bao nhiêu thì con người sẽ càng luẩn quẩn ở trong cái vòng khổ đau sinh tử bấy nhiêu, cứ ở trong cái vòng tàn sát lẫn nhau. Ngay cả khi mình giết hại những cái con vật nhỏ bé, có khi nó cũng để lại cái nhân, nó cũng để lại cái nhân bị tàn sát sau này, chứ không phải là mình cứ giết những cái mạng sống như là con người mới là có tội lớn. Khi mình giết ngay cả những con vật, nếu như một cái kiếp nào đó gặp lại nhau mà cả hai cùng là người thì có thể sẽ trở thành những đứng ở bên hai cái đôi quân và tàn sát lẫn nhau. Đấy cũng là những cái quả báo. Và trong cái quả đấy nó lại để lại những cái nhân, khi mà những hai bên đánh nhau lại khởi lên những cái ác tâm ác ý, những cái hiểm hận, những cái hận thù, thì sau này cái nhân đấy nó sẽ cho quả ở tương lai. Vậy chỉ khi nào mà một cái nhân nó được dừng lại, ví dụ như là một người bị trả quả báo, ví dụ như là một cái chúng sinh khi bị trả quả báo mà nó không khởi lên cái ác ý nữa, không khởi lên cái ác ý với cái người mà đã làm hại mình nữa, thì lúc đấy không gieo lại cái nhân, không gieo lại cái nhân cho tương lai, thì sau này mới không cái nhân quả nó bị, nó sẽ dừng lại, nó không còn cái sự hoàn toàn tương báo nữa. Ví dụ như là bây giờ có một người nào đó đến giết hại mình và mình khởi lên cái ác ý cũng muốn giết hại người đó, thì lúc đấy là mình đã gieo lại cái nhân, và trong kiếp tương lai sinh ra mình sẽ gặp nhau và sẽ vẫn còn cái sự tàn sát nhau. Nếu như một cái người nào đó muốn hại mình nhưng mà mình không khởi lên cái ác ý nữa thì lúc đấy mình sẽ không để lại nhân. Chỉ trong cái trường hợp đấy, nếu một chúng sinh bị giết mà không khởi lên cái ác ý thì lúc đấy sẽ không có nhân, tức là vì đó hiểu đây là quả của nghiệp và chấp nhận trả cái quả báo này, thì lúc đấy sẽ hết
cái ác nghiệp, cái ác nghiệp nó sẽ lên. Còn nếu mà còn khởi lên cái ác ý thì sẽ còn gặp lại nhau ở trong tương lai và sẽ còn tiếp tục cái sự bay chạy, cái nghiệp báo, cái quan trái từ đời này sang đời khác. Chúng sinh cầu an lạc, an dùng trượng hạng người để tìm làm cho mình đời sau không được lạc. Tất cả chúng sinh đều mong muốn, tức là đều cầu có cái sự an lạc. An lạc là mình được hưởng những cái sự, những cái niềm vui, hay là được thụ những cái lạc thú, những cái dục lạc. Vì tất cả chúng sinh đều có cái tâm hưởng thụ những cái sự an lạc, được bình yên và hưởng thụ những cái niềm vui trong cuộc sống. Chính vì cái tâm mà tập cầu cái dục lạc của cái chúng sinh nào đó quá lớn, và mình không thỏa mãn với cái lạc của mình, và mình cướp đoạt những cái lạc của chúng sinh khác để hưởng thụ những cái dục lạc của mình. Chính vì vậy nên là mới tạo ra những cái ác nghiệp. Thì một cái người sát sinh có nhiều cái nguyên nhân, có nhiều cái lý do sát sinh để thỏa mãn cái dục lạc của mình. Có thể sát sinh là để thỏa mãn cái tâm sân hận. Thế thì chỉ có những cái người mà do không có cái niềm tin đối với những cái nghiệp, không biết là nó có cái quả báo của nghiệp, thì những cái chúng sinh đấy mới có cái sự bay chạy, cướp đoạt cái năng lực của người khác, sau đó mình sẽ phải trả lại cái quả báo đó cho chính mình. Như ở trên thế gian thì người ta có thể tàn sát nhau, nhưng mà người ta không thấy cái quả báo, không thấy cái quả báo. Còn khi mà cái quả báo mà đã chín mùi rồi, thì những cái chúng sinh đấy khi mà phải trả những cái quả báo như là phải tái sinh vào các cái cõi địa ngục. Thì ở trong các cái cõi địa ngục thì sẽ có những cái hình phạt. Lúc đấy là cái quả báo đã, lúc đấy thì thuần chỉ có một cái sự đó là chủ quả. Tất cả những cái ác nghiệp, những cái nhân nhân về trước, trong những cái lúc tạm nhân đã tàn sát rất là nhiều lần, có thể là do cái sự sát sinh của mình. Đã có những người đã từng sát sinh rất là nhiều, sát sinh có thể là đã làm cái nghề sát sinh, hoặc là đã tàn sát rất là nhiều chúng sinh, thì những cái ác nghiệp đó chất chồng, và khi nó cho quả, mà cho quả vào cái cõi địa ngục, thì lúc ấy nó thuần chỉ có chỗ quả không, chỉ có cái quả của cái ác nghiệp. Thì khi mà ở dưới địa ngục thì những cái chúng sinh đấy bị những cái nỗi khổ hành hạ, như là trong một cái cõi địa ngục cũng có những cái vị gọi là diêm vương hay là chúa ngục, có những cái quỷ sứ ở dưới đây, người ta sẽ tàn sát những cái chúng sinh ở dưới địa ngục đấy. Trong các cái cõi địa ngục thì có cái 8 tầng địa ngục. Địa ngục thứ nhất là cái địa ngục mà một cái chúng sinh đó xếp đi sống nạn, có cái quỷ sứ cứ cầm đủ các cái loại binh khí đánh đập cho những cái chúng sinh ấy. Chúng sinh đó cứ chết đi, sau đó lại hóa sinh trở lại, sau đó lại bị chém chết, sau đó lại hóa sinh trở lại. Thì những cái ác nghiệp của những cái chúng sinh đó là khi sống ở trên đời thường hay dùng cái quyền lực của mình, như là cái người đấy cần rằng mình có sức khỏe hơn, thì mình dùng cái sức khỏe đấy để hãm hại những cái chúng sinh mà có cái sức lực yếu kém hơn, hoặc là những cái người mà có cái uy quyền hơn, như là được làm quan chức, hay là được những cái vị có uy quyền lớn nhất ở trong thế gian, như là được làm vua hay là quan tòa dự án. Thì lúc đấy mình có thể phán xử những cái chúng sinh khác những cái tội khổ, như là em đi xử bắn, em đi chém đầu, em đã đánh đập. Thì tất cả những cái nhân đó nó đều để lại cái quả báo ở trong tương lai. Như là trong một cái kiếp quá khứ mà Bồ Tát sinh ra ở trong hoàng cung, khi ngài vừa mới sinh ra và được bế ra ngoài hoàng cung, ngài nghe cái tiếng vua gia của mình xử phạt những cái người tội nhân, đó là
anh em cái tên này ra ngoài để chém đầu, anh em cái tên kia ra ngoài để đánh phọc, anh em cái tên kia ra ngoài để chặt chân tay, anh em tên kia ra để đánh con ro. Khi mình nghe được đấy, mình thấy những cái từ đó rất là quen thuộc. Thì lúc đấy Bồ Tát mới quan sát xem là ở đây là ở đâu, mà sau này lại có những cái từ đó nghe nó quen tai như thế. Thì lúc đấy Ngài mới hướng tâm về những kiếp trong quá khứ, thì Ngài biết rằng là trong một cái kiếp quá khứ Ngài cũng đã từng làm vua, thì Ngài cũng đã từng làm những cái việc giống như là vua cha của mình bây giờ. Đó là cũng ra lệnh cho quan quân lính là đem những cái tên tội phạm này đi ra để chém đầu, có tên thì đem ra để đánh đập tra phạt. Thì trong cái kiếp sống đấy Ngài chỉ làm vua 20 năm, nhưng mà Ngài đã xử phạt rất nhiều người bằng những cái tội khác nhau, tàn sát, làm cho rất nhiều người chết hoặc là đánh đập rất nhiều người bị khổ đau. Thì sau cái kiếp sống đấy Ngài đã phải tái sinh xuống địa ngục và chịu nung nấu ở trong địa ngục 80.000 năm. Thì lúc đấy Ngài chỉ nghĩ là có 20 năm làm vua, vui thì ít, khổ thì nhiều, suốt ngày phải lo mang quân đi chinh phạt, nên là người ta phải xử những cái vụ kiện, những cái vụ án lớn. Trong những cái vụ án đấy thì sẽ rất có rất là nhiều người bị những cái hình phạt chém giết. Chỉ thế thôi, chỉ những cái ác nghiệp đấy mà suốt 80.000 năm phải ở dưới địa ngục. Và cho nên cái kiếp này ta sẽ quyết định không làm vua, quyết định không làm vua thì người biết là nếu như ta lớn lên ở trong cái cung điện này thì chắc chắn là sau này ta sẽ phải làm vua. Mà nếu mà đã làm vua thì không thể tránh khỏi những cái phận sự phải làm, đó là xử án, và sẽ phải dùng những cái hình phạt nặng nề đối với những các cái tội nhân. Và chính những cái hình phạt đấy sẽ là cái nhân mà sẽ phải đọa vào địa ngục sau này. Thì vậy cho nên là Ngài đã quyết định giả làm một cái người, tức là giả câm giả điếc, giả vờ như không nghe không thấy gì hết, như một cái người sống vô thức, tức là ai làm gì cũng ai muốn làm gì mẹ cũng mặc kệ, cứ coi như không nhúc nhích, cứ làm im như vậy, ai cho ăn thì ăn, ai cho ăn thì cứ để mặc đói. Và suốt 16 năm trời người ta dùng rất nhiều những cái hình thức để đánh thức cái tâm thức của Ngài, để cho Ngài trở thành một cái con người bình thường, có cái sự hoạt động về trí tuệ như mọi người, nhưng mà cứ là bơ giả vờ như là không biết gì cả. Vậy về sau này vua cha quyết định đem đi chôn, đem Ngài ra chôn sống. Thì lúc đấy Ngài mới đứng lên trở thành một cái vị thanh niên tuấn tú. Và lúc đấy khi đã quả hóa cung, Ngài được tự do thì đi vào trong rừng ẩn tu, vì cái năng lực, cái công đức đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp, để chỉ trong một tuần tu tập này đã chứng đắc các cái pháp thiền, có các cái năng lực thần thông, và sau này đã giáo hóa được cho vua cha và tất cả những người trong hoàng cung đó đều đi vào trong rừng làm ẩn sĩ. Cả một cái cung thành, cả một cái kinh thành đều từ bỏ, tức là bỏ hoang tàn ra một cái kinh thành. Khi mà cái vị hoàng tử đó đi xuất gia trở thành một vị ẩn sĩ, vua cha các quan đại thần, sau đó lại đến quân đội rồi đến nhân dân, đều bỏ trống cái kinh thành đó và đi vào trong rừng thực hành thiền định. Thì đấy là một cái kiếp mà một cái đấy là Bồ Tát, trong một cái kiếp Ngài đã thấy được những cái hình phạt, nó sẽ để lại những cái nghiệp báo cho những chúng sinh. Cho nên là Ngài đã từ bỏ những cái đời sống ở thế tục, vì những cái đời sống ở thế gian ở thế tục sẽ có rất nhiều những cái tội lỗi như vậy, và rất khó có thể tránh khỏi. Chỉ có cái đời sống là đi xuất gia rồi thì mới có thể có được những cái hạnh này một cách trọn vẹn. Còn nếu mà sống ở thế gian thì mình còn phải làm những cái bổn phận, những cái trách nhiệm, như là một cái người làm vua. Và nếu như mà cái người đấy không có những cái hình thức, có những cái hình phạt
dùng cái pháp luật để răn đe những người tội lỗi thì cũng sẽ bị đoạn nạn. Ví dụ bây giờ thế gian này mà không có pháp luật, không còn ai mà kiềm chế những người ác thì thế gian này sẽ loạn lạc và mọi người sẽ tàn sát lẫn nhau. Nhưng mà nếu mà những người mà có cái bổn phận, có cái trách nhiệm là những cái biện pháp đó là xử phạt những người tội lỗi thì trong cái công việc đấy vẫn để lại cái ác nghiệp, vẫn để lại những cái nghiệp lực và sau này vẫn phải chịu những quả báo khổ đau. Bất cứ khi nào mà khởi lên một cái tâm một cái ý muốn hay là khởi lên một cái cố ý làm cho một cái chúng sinh khác khổ đau là lúc đấy mình đã gieo một cái nhân khổ đau và nó sẽ trổ cái quả báo đấy cho chính mình ở tương lai. Nên như là một cái người trí sẽ chọn một cái con đường đó là thoát mình ra khỏi những cái tục lệ ở thế gian thì mới có thể thoát ra khỏi hết tất cả những tội lỗi được, mới có thể tránh khỏi những cái ác nghiệp được. Nếu không thì không có mình tránh được cái nỗi này thì vẫn phải gặp những cái nỗi khác. Nên chúng sinh cầu an lạc không dùng trường hại vườn để tìm làm cho mình thì lúc sau được hưởng lạc. Và cái cách mà để có thể được cái sự an lạc đó là mình không có mang cái, không tạo nên cái nỗi khổ cho người khác, không có tạo nên cái khổ đau cho chúng sinh khác thì lúc đấy sẽ được an lạc. Thì có nhiều cái cách sống ở trên đời này, có nhiều cái cách để mình tạo nghiệp. Con người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, cũng là cái thân thể này, cũng là cái kiếp người này. Cũng là cái thân, cái khẩu, cái ý này, nó có thể tạo ra thiện nghiệp, nó có thể tạo ra ác nghiệp. Thì cái này là ác hay nghiệp hay thiện là do mình lựa chọn. Mình có thể lựa chọn cái việc là sống ở thế gian luôn luôn làm những cái ác nghiệp gây đau khổ cho những chúng sinh khác. Mình cũng có thể chọn cái hành động đó là đem lại cái sự an lạc cho những chúng sinh khác. Cũng là một cái hành động đấy, những người khác người ta có thể bắt cái con vật kia, người ta tàn sát, người ta giết ăn, nhưng mà cũng có người thì là yêu quý những cái con vật đó, đem lại cái niềm vui cho nó. Thì đấy là chỉ là khác nhau ở cái tâm, ở cái tâm ác với cái tâm thiện. Nếu mà một cái người mà biết tu tập về tâm thì cái người đấy sẽ tạo nên được những cái thiện nghiệp lớn. Thế trong ở thế gian này khi mà một cái người có tội, người ta bắt và người ta xử phạt đấy là có thể răn đe làm cho những người có nỗi đói sợ hãi và lần sau không dám phạm nữa. Thì cái người mà người ta có tội đấy, vì người ta biết rằng làm cái điều này là có tội cho nên người ta không dám làm, nhưng mà tiềm ẩn ở trong lòng cái ý thức về tội lỗi đấy là nó không được diệt trừ. Nếu như có cơ hội để mà làm cái việc tội lỗi họ vẫn làm, bởi vì những cái người ta chỉ răn đe được cái bên ngoài, người ta không răn đe được cái tâm của cái người tội lỗi. Thế thì nếu như mà muốn diệt trừ tận gốc rễ của những cái điều tội lỗi đấy thì người ta phải huấn luyện cho những cái người có tội đấy phải diệt trừ những cái gốc rễ của những cái tội lỗi, đó là diệt trừ được những cái ác tâm. Nếu mà bây giờ những cái tên tội phạm được bắt bỏ vào tù, sau đó có một cái vị thầy là dạy người ta hành thiện tương tự. Nếu như những mà những cái tên tội phạm em mà có cái tội lỗi như là hay giết người thì phải dạy hành thiện tương tự, thế là lần sau thả ra sẽ không giết người. Những cái tên tội phạm nào mà hay phạm những cái tội liên quan đến tham đắm như là cướp đoạt tài sản hay là thì những cái tên đấy thì phải dạy những cái pháp như là quán về thực chết, quán về bất tịnh. Thì khi mà diệt trừ được những cái tâm bất thiện từ gốc rễ của cái tâm bất thiện ở trong tâm, thay đổi được cái tâm này thì sau này ra ngoài theo pháp pháp này. Nhưng mà dùng cái biện pháp nó
răn đe đánh đập, thì những cái biện pháp đấy thì gọi là làm cho cái chúng sinh đấy nó sợ hãi, nó sợ hãi nhất thời, chế ngự được cái những cái hành động của thân người khẩu, nhưng nó không chế ngự được trong tâm. Tức là những cái cải tạo nó là cải tạo về cái thân với cái khẩu của cái người, của cái tội nhân, mà người ta không có cải tạo được cái tâm lý của cái tội nhân ấy. Cho nên là khi mà thả ra thì cũng có người vì sợ đòn nên là không dám phạm, nhưng mà cũng có đứa nó lì, nó không sợ đòn, nó lại phạm tiếp, vào đấy thì ăn một trận vài trận đòn cũng chẳng sao. Cho nên là khi mà được thả ra tù rồi thì người ta vẫn làm những cái điều phạm pháp. Nên là nếu những người có trí mà khi mà giáo dục giáo hóa một con người thì phải trị được cái tâm của người đó, xem người đó có cái tâm bất thiện nào, thì phải có cái phương thức để mà đoạn trừ, giống như là bác sĩ người ta có thể chữa được những cái bệnh ở nơi thân. Còn đối với những cái công nhân thì phải chữa cái bệnh phải từ trong tâm, phải thay đổi được cái tâm. Nên là muốn hết được cái tội phạm thì bây giờ phải giáo dục được những cái pháp mà thay đổi được cái tâm của con người. Đầu tiên là không phải để cho người ta phạm mà tội rồi bắt đầu mới đi giáo hóa hay là mới dạy bảo, mà phải ngay từ cái lúc, ngay từ ở trong cái giáo dục mà giáo dục được cái tâm con người ta, nó là hướng về nhiều thiện, tránh cái nhiều ác. Nếu mà con người thứ nhất là người ta biết sợ điều ác và mong cầu điều an lành, ai cũng sợ cái điều khổ đau và ai cũng mong cầu cái điều an lành. Nhưng mà người ta chỉ được giáo dục cái khổ đau và cái an lành ngay ở trước mắt này. Người ta không thấy được cái nỗi khổ đau và cái sự an lành nó sâu xa ở sau đó, như là những cái nỗi khổ đau của địa ngục hay là những cái an lạc của thiên giới. Nếu như cái người nào người ta có cái niềm tin là còn có những cái hình phạt khổ đau hơn là những cái hình phạt của pháp luật này, hình phạt pháp luật là bị đi tù cũng lắm là bị xử phạt. Rồi thì cái điều đó thì cũng cái nỗi khổ đó cũng chưa đáng cho người ta sợ lắm. Nhưng nếu như người ta cảm nhận được nỗi khổ ở trong địa ngục thì người ta sẽ sợ hơn. Nếu như vì con người người ta cứ tham đắm hưởng thụ cái dục này ở thế gian này, đó là hưởng thụ cái ngũ dục ở thế gian, vì cái hưởng thụ ngũ dục ở thế gian ấy, cho nên người ta bất chấp tội lỗi, người ta có thể làm mọi điều để có thể đạt được, người ta cướp những cái niềm vui cái dục lạc của người khác, người làm cái niềm vui cái dục lạc cho bản thân mình, vì vậy cho nên mới tạo ra nhiều cái ác nghiệp, nhiều cái sự tàn sát lẫn nhau. Nếu như một cái người đó mà người ta hiểu ra rằng ngoài cái dục lạc ở cõi nhân gian này, nó rất là nhỏ bé, nó còn có những cái dục lạc ở các cái cõi thiên giới còn thù thắng hơn, còn cao thượng hơn. Dục lạc ở nhân gian mà so với dục lạc ở thiên giới nó chỉ như là một cái con xương, một cái giọt xương trên ngọn cỏ mà sánh với nước biển mênh mông. Nếu như một cái người mà cảm nhận được điều đó, hiểu ra và có niềm tin rằng điều đó là sự thật, nó sự thật thì cái kiếp sống của con người ở giới hạn chưa đến 100 năm, và so với những cái kiếp sống của chư thiên hàng tỷ năm, hàng triệu năm thì không thể sánh bằng được. Những cái dục lạc ở nhân gian này quá là nhỏ bé, vậy thì người ta sẽ không có mong cầu cái dục lạc nhân gian, mà người ta mong cầu cái dục lạc thiên giới. Thì người ta phải biết là muốn được hưởng những cái niềm vui thế giới thì phải làm gì? Đó là phải tạo phước. Thì người ta muốn tạo phước thì người ta không tạo tội nữa, người ta không tạo tội nữa thì người ta không có làm điều ác nữa. Bây giờ muốn hết người ác thì phải giáo dục về cái nhân quả cho tất cả mọi người, thì người ta sẽ sợ những cái quả báo ở địa ngục và sẽ mong cầu những cái phước này ở thiên giới, và những cái phước này của giải thoát niết bàn đó cũng là những cái điều cao thượng hơn những cái niềm an vui lạc lạc ở thế gian. Đấy cũng là một cái cách khiến cho những cái bất thiện tâm giảm bớt đi, người ta sẽ giảm bớt được những cái hành động bất thiện. Hay là nếu như một cái người có cái sự tu tập ở trong nội tâm mà chuyển đổi
từ cái sân tâm thành cái từ tâm, từ cái ác tâm thành cái đi tâm, từ cái tâm muốn tật đố não nặng trở thành cái tâm hỷ xả, thì những cái người đấy sẽ không còn khởi lên những cái ác tâm, thì sẽ không có những cái ác nghiệp, sẽ không có những cái ác nhân, sẽ không có ai làm sát ai. Chứ nói lời ác độc, nói ác bị nói đại, khổ thay lời phẫn nộ đau thương phản chạm mình. Đôi khi mà người ta có cái ác, có những cái ác với nhau, có những cái hành động ác với nhau, hay là đôi khi mình bị khổ đau, nó cũng có thể là do cái lời nói. Nếu như những người mà thô lỗ nói ra cái lời nào mình cũng xúc phạm người khác, có thể mình sẽ bắt nạt được những cái người hiền hơn, hay là những người người ta yếu hơn mình, người ta không sợ, người ta không dám ấy nói lại mình. Nhưng mà cái người hiền mấy cũng có lúc người ta cùn lên, người yếu mà đúng lúc người ta cũng cùn lên. Và nếu như mình cứ dùng những cái lời nói để mà uy hiếp người khác, thì sẽ có lúc mình sẽ bị trả cái quả báo ở ngay hiện tại. Và ở trên thế gian này đa số những cái cuộc ẩu đả hay là tàn sát diễn ra, thì trước đó sẽ là có cái sự đấu khẩu trước. Người ta sẽ đấu khẩu mà không có phân thua được, thì lúc đấy người ta mới trở nên là đấu kiếm, đấu về binh khí, và lúc đấy sẽ mới có cái sự tàn sát lẫn nhau. Và nếu như trong cái lúc đấu khẩu đấy mà người ta có thể giải quyết được những cái bất bình trong hòa bình, thì những cái cuộc chiến tranh nó sẽ không có xảy ra nữa. Thì đấy là đối với người đời. Còn đối với những người tu tập, nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Tại sao bây giờ mình còn lang thang luân hồi sinh tử cho đến ngày hôm nay? Hay là tại sao mà mình tu tập nó cứ gặp những cái khó khăn chảy chật, gian nan vất vả mà mãi mà không có tu được, tu mà không có đắc thiền đắc định hay là chứng đắc được niết bàn? Có thể là do trong cái cuộc sống này mình hay có cái sự đấu tranh về đấu khẩu, là dùng cái binh khí miệng lưỡi để công kích lẫn nhau. Và từ cái lời nói không đáng nói, mình nói ra những cái lời để nói phỉ báng, chê bai, trách móc, nó sinh ra những cái phiền não. Cho nên là một cái chìm đắm ở trong sinh tử, tu tập nó không thành tịnh. Nếu như một cái người muốn tu cho nó thành tịnh, thì phải giống như cái chuông bị bể, cái chuông vỡ, hãy im lặng. Người ta khen đừng có thích, người ta chê cũng đừng phẫn nộ, người ta khen chê yêu ghét, thì lúc đấy cứ im lặng, cứ lặng thinh, thì sẽ không có chuyện gì cả. Thì cái sự tu tập đấy sẽ được yên ổn, sẽ tu. Và nếu như mình có thể giữ được cái sự im lặng như chiếc chuông bị vỡ, thì đã chứng niết bàn từ lâu rồi. Nhưng mà tại vì không giữ được cái sự im lặng, đó là thứ hai, nói động đến mình là nạn na lên. Đôi khi có những cái ác nghiệp ở trong quá khứ, nó khiến cho mình sống ở đâu cũng có thể bị những cái người khác, người ta dùng những cái lời nói, người ta phỉ báng, người ta mỉa mai, người ta công kích. Nếu như mà một cái người biết rằng đây là cái quả báo của mình phải trả, mình hãy vui lòng mà trả cái quả báo đấy, và mình đừng có mỉa mai, đừng có phỉ báng, đừng công kích nặng, thì cái quả báo nó sẽ dừng lại ở đây, mà nó sẽ không còn tiếp nối nữa. Nhưng mà lúc đấy cái người đấy vẫn cứ phỉ báng, mỉa mai, công kích nặng, thì là lúc đấy mình đã tiếp tục gieo nhân, mà gieo nhân thì nó lại ra quả, thì nó cứ oan oan tương báo, oan oan chất chồng. Mình cứ chửi mắng người, người chửi mắng mình chửi lại, mình người ta chửi lại, hai bên cứ đấu khẩu lẫn nhau, chiến tranh miệng lưỡi, thì và cái tâm nó sẽ loạn động và không bao giờ có thể mà an ổn được. Thì đây là cái câu chuyện của một cái vị tỳ kheo. Vị này bị một cái ác nghiệp, đó là khi mình đi đến đâu cũng có một cái hình ảnh của một cái người nữ đi theo,
thì đó chỉ là một cái quả báo của cái ác nghiệp. Nhưng mà cái vị này thì đã bị những người khác nghi ngờ là vị này luôn luôn là có một cái người nữ, giống như là có những người nữ luôn đi theo cái vị đó, và mọi người khác đều không kích niệm lại là vị này là tại sao đã là đi theo rồi mà đi đến đâu cũng còn đi cùng với một người nữ. Thì cái vị này không chấp nhận điều đó mà luôn luôn chửi bán lại là các vị nói đã đang vu khống cho tôi, đang vu cáo cho tôi có chuyện đó. Và cái chuyện đó đã đến tai một vị nhà vua, và cái vị vua này đã điều tra thì biết được là đây không, cái điều đó không có thật mà do một cái ảo giác nào đó, có một cái gì đó nó tiềm ẩn ở trong này, cho nên là vua quyết định là cúng dài cho cái vị tỷ kheo. Và sau đó thì cái vị tỷ kheo này được nhà vua tin tưởng và đã ra sức công kích lại những người đang nói mình. Thì lúc đấy điều đó mới đến tai Đức Phật, thì Đức Phật nghe nói rằng đây là cái quả báo của cái ác nghiệp, là cái vị tỷ kheo này trước kia từng là một vị chư thiên. Thế lúc đấy thì đó thấy hai vị tỷ kheo đang là hai cái người bạn rất là thân tri kỷ, và vị này muốn chia rẽ cái đoàn kết của hai cái vị này bằng cái cách đó là vị này hiện ra một cái người nữ. Khi đi vị tỷ kheo kia đang đi vệ sinh ở trong cái chỗ kín và cho cái vị tỷ kheo kia nhìn thấy, rồi sau đó thì vị tỷ kheo kia mất niềm tin với vị này và cứ nói vị này là đã phạm giới. Và khi hai vị đó về chùa và cãi nhau làm gì, và lúc đó cái vị chư thiên này hối hận quá, mặc dù đã hiện ra nói là làm đó là cái việc của tôi thì đó chỉ là một cái sự trêu đùa, nhưng mà có cái sự trêu đùa ác ý như vậy, thì cái vị chư thiên này sau đó chết để đọa xuống địa ngục. Thì khi mà ra khỏi địa ngục vì đó sinh lên làm người, và vì đó đi xuất ra trở thành vị tỳ kheo ở trong giáo pháp này, trong giáo pháp lúc ấy thời Đức Phật còn tại thế. Nhưng mà do cái quả báo của cái ác nghiệp là vị đó đã làm chia rẽ hai vị tỳ kheo, làm bất hòa hai vị tỳ kheo, cho nên là vị đó phải bị cái quả báo. Đó là bây giờ vị đó cứ đi là có cái hình ảnh của cái người nữ hiện ra. Thì sau này khi mà được Đức Phật nói cho biết đó là cái quả báo của mình, thì cái vị này mới không có nói lại khi mà bị người khác thì bạn mắng nhiếc nữa. Vị đó im lặng như chữ chuông bị bệnh, biết đây là cái quả báo, là cái ác nghiệp của mình, và vị đó mới chuyên tâm thực hành thiền, chỉ thiền quán, và cuối cùng vị đó đã chứng đắc được đạo quả, chứng đắc được niết bàn, chứng đắc quả a la hán, diệt hết phẫn nộ. Thì khi mà một cái người mình bị người khác phỉ báng mắng nhiếc, nếu cứ im lặng đi, khi mà mình bị mắng như vậy cũng là cái quả báo, nhưng mình im lặng đi thì mình đã không gieo cái nhân cho tương lai nữa, thì nó sẽ dừng lại ở đấy. Còn nếu mình còn mắng nặng, mình sẽ khởi cái tâm sân nặng, mình lại tạm nhân thì cái người kia thì nó sẽ trổ quả, người kia lại mắng nặng, thì hai bên cứ mắng nhau hoài. Cho đến khi nào hai người cãi nhau thì có khi nào một người dừng lại, một trong hai người đó dừng lại, hoặc là cả hai dừng lại, hoặc là một người, chỉ cần một người dừng lại nó sẽ chấm dứt ở đây. Còn nếu như mà cả hai không dừng lại, cứ cãi bên này cãi một câu, bên kia mắng một câu, thì nó cứ sẽ liên tiếp như thế, và sẽ không biết đến khi nào những cái sự bất mãn đó mới được dừng lại. Với vậy người chăn bò đùa bò ra bãi cỏ cũng vẫn dằn và chết, đùa người đến mạng chung. Nếu như mình mà bị một ai đó dùng cái cây gậy quật một cái hay là đánh mình một cái, thì có thể là mình sẽ nổi sân lên, có thể mình đánh lại. Nếu như không đánh lại được, mình có thể đi lên nhờ tòa án sự kiện và nhờ phải lấy lại sự công bằng. Đó là anh mà đánh tôi thì phải trả, anh phải bị xử phạt theo pháp luật. Cũng vậy, hàng ngày những cái mâu thuẫn ở trong cuộc sống của mình có thể đó bị ai đó đụng chạm, nhưng mà mình không biết được rằng là có một cái gậy mà nó đánh mình hàng ngày, đánh rất là đau, đánh chí mạng, nó đánh mình nằm. Đó là cái già và cái chết, là cái gần thời gian cứ mỗi một ngày trôi qua là một cái ngày mình định cướp đoạt đi một cái
cái tuổi trẻ, tức là cái tuổi trẻ của mình, cái thời tươi trẻ, cái sức khỏe và cái tuổi trẻ hay là cái mạng sống của mình nó giảm bớt đi một chút. Mỗi một ngày mình sẽ xấu đi một chút, mỗi ngày mình yếu đi một tí, mỗi ngày mình tiến đến cái chết một tí. Đấy mới là một đấy là cái hình phạt, đấy mới là một cái hình phạt lớn nhất. Nếu như mà mình thấy được cái điều đó, mà mình có chống lại được cái điều đó hay không, có thể chống lại cái già, cái bệnh, cái chết kia không? Sau khi mình bị cái già, cái chết đó hàng ngày nó đang lùa mình, nó đang đưa mình đến cái chỗ mạng chung, đến cái chết trong, thì cái đấy mình không để ý. Còn những một cái va chạm nhỏ nhẹ trong cuộc sống này, người khác chỉ cần hơi có một cái nói gì với mình là mình sẽ phải tìm mọi cái cách để xử nặng, thì chỉ cứ mệt mỏi như vậy, giống như là một cái người ta đùa một cái đàn bò đến bãi mộ, đến một cái lò mộ. Một cái đàn bò được dắt đến lò mộ, nhưng mà cái con bò này nó mỗi một bước đi là bước dần đến cái chết. Thế nhưng mà trên đường đi nó vẫn cứ húc nhau, hai con này chỉ cần cọ vào nhau một cái là cái con bên cạnh nó húc này, đã húc cho một cái ai em, tức là cứ hơn thua nhau từng tí một trong cuộc sống, trong khi tất cả đang đi vào lò mộ. Thế thì cái con người sống ở trên đời cũng vậy, cứ hơn thua nhau từng tí một, không có ai chịu nhường nhịn ai một cái gì cả, trong khi tất cả đang đi đến cái già và cái chết. Giống như là những người đang sống trong cái ngôi nhà mà mái nhà thì nó đang bốc cháy, nhưng mà những cái người, những cái đứa trẻ mà sống ở trong ngôi nhà đấy, những cái người lớn thì người ta nhìn thấy ngôi nhà cháy, người ta tìm cách chữa cháy hay là chạy ra để bảo vệ toàn cái mạng sống của mình. Nhưng mà những cái đứa trẻ con rốt thì vẫn ở trong đấy chí chóe nhau, vẫn cứ ở trong đấy đùa giỡn rồi là trêu ghẹo nhau, đứa lớn bắt nạt đứa bé. Thì sống ở cái cuộc đời này cũng vậy, cả thế gian này đang bốc cháy, cái người có trí tuệ thì tìm cách để chạy ra khỏi cái sự thiêu đốt của thế gian, còn cái người ngu si thì không có để ý gì đến cái sự thiêu đốt của thế gian, mà chỉ để ý sát phạt nhau, hơn thua nhau những cái nhỏ bé trong cuộc sống, hơn thua nhau từng cái lời nói, từng cái miếng ăn, từng cái chỗ ở, từng một tí chi ni ở trong cuộc sống này. Vậy thì một cái người có trí tuệ hiểu ra, nhìn thấy cái nguy hại lớn thì bỏ qua những nguy hại nhỏ, mà mình thấy những cái sự hiểm nguy, những cái điều quan trọng thì mình lớn thì mình mới bỏ qua được những cái chuyện tầm thường nhỏ nhẹ này. Vậy cái người nào có trí tuệ luôn luôn thấy cái già, cái chết đó mới là cái nguy hiểm, đó mới là cái khổ đau. Còn những cái chuyện tranh chấp đành giật nhau ở trong cuộc sống mới là chuyện nhỏ, có thể bỏ qua được, có thể gác sang một bên được. Thì cái người đấy nhìn cái hình ảnh của đàn bò mà nhìn vào cái kiếp người của mình thì cũng sẽ biết là cuộc sống này phải làm gì mà không nên làm gì. Người ngu làm điều ác không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Thì ở đời có hai hạng người, một là người trí, hai là người ngu. Thì người ở đời thì người ta cứ nghĩ rằng cái người trí tuệ là cái người học rộng biết nhiều, có nhiều kiến thức, nói đến cái gì người đó cũng biết về văn thiết sử, cái gì mà nói ra cũng thao thao bất tuyệt, sẽ được người khác kính nể, là đây là cái bậc giáo sư có những kiến thức viên thông. Nhưng mà đối với cái đấy thì là cái trí thức đối với những cái thế gian, còn cái người trí thật sự, cái người trí thật sự là cái người trí biết phân biệt được thiện ác, tức là cái việc gì là việc thiện, việc gì là việc ác, thì cái đấy mới được gọi là người trí thức. Ví dụ như là cái việc cái người đấy khi mà khởi lên một cái tâm thiện, vì đó biết đây là tâm thiện, khi khởi lên một cái tâm bất thiện, vì đó biết đây là tâm bất thiện, thì cái người đó mới được gọi là người trí. Người trí thì phải biết những cái điều vi tế sâu xa ở trong nội tâm như vậy. Vậy cho nên là khi mà một cái người khác, người ta làm một cái việc gì đó
làm việc thiện hay làm việc bất thiện. Cái người mình muốn biết này, cái người kia người ta làm một cái việc gì đó thì mình biết người đó làm việc đó với tâm thiện hay làm việc đó với tâm bất thiện. Cái việc gì mà được làm với tâm thiện thì đó là thiện nghiệp, cái việc gì làm với tâm ác thì đó là việc ác. Cái người trí thì người biết phân biệt thiện ác ở cái mức mà càng vi tế càng sâu sắc thì cái trí tuệ của những người đó càng thâm sâu. Thì vậy nên là cái người trí, cái người ngu thì làm điều ác không biết đó là ác, người trí thì làm điều ác thì biết đó là việc ác, do cái tự nghiệp của cái người ngu bị nung nấu. Tức là khi mà cái người mà làm cái việc ác mà không biết đó là việc ác, cho đến khi nó trổ cái quả báo rồi, bị tái sinh vào những cái cõi khổ như địa ngục rồi, như là vào ác quỷ súc sinh rồi, thì đến lúc đấy mới biết thì nó đã quá muộn rồi. Còn những người mà có trí thì người ta biết ngay, biết ngay từ cái lúc mà người ta đang tạm nhân, biết ngay là khi mình làm một cái việc gì đó lỗi lầm do cái phiền não của mình nó quá mạnh mình không chế ngự được, nhưng sau đó phản tỉnh lại mình biết được và mình biết hổ thẹn và biết ghê sợ, thì cái việc ác đó nó sẽ được dừng lại, nó không làm đi lặp lại nhiều lần nữa. Thì sau này nó không, thì cái người đấy sẽ làm những cái thiện nghiệp và hoàn thiện trong những cái thiện nghiệp. Còn những người ngu thì không biết điều đó, cho nên là cứ làm việc ác và cứ coi rằng đó là việc bình thường, rồi cứ chấp chồng từ ngày này sang ngày khác cho đến khi mà cái quả của ác nghiệp đó nó chín mùi rồi, thì cái người đó sẽ phải chịu cái quả báo khổ đau trong địa ngục. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong người hoặc khổ đau chịu gấp một loại khổ. Thì trong những cái ác, trong những cái ác nghiệp thì cái ác lớn nhất trong cái ác đó là ác với một cái người không ác. Mình trong tay mình dùng gậy mà mình đánh đập những người không dùng gậy, không bao giờ biết dùng đến gậy gộc. Mình có ác ý với một cái người không có ác ý, thì cái người nào là cái người mà không có dùng trượng, một cái người nào là người không ác. Thì đây là cái người đấy, đây là một cái người là cái người tu hành đã đắc đạo, tức là những bậc tu hành đã đắc đạo trở thành những bậc thánh nhân. Thì đó là cái bậc không bao giờ dùng trượng, tức là vĩnh viễn từ bỏ những cái bậc đang kiếm. Cái người đấy đoạn được những cái ác ở trong tâm, không bao giờ nó còn khởi sinh trở lại được. Bởi vì đôi khi mà mình làm cái ác nghiệp với những cái người ác, ví dụ như là mình có thể giết hại mạng sống của những cái chúng sinh nhỏ bé hay là những chúng sinh to lớn, thì khi mình giết những chúng sinh nhỏ bé thì mình cái sự cố ý của mình nó sẽ ít, thì cái nghiệp ác này nó sẽ nhẹ hơn là mình giết những chúng sinh lớn. Khi mình giết những cái con vật to lớn thì mình phải dùng cái sức lực nhiều hơn, dùng cái cố ý của mình nó phải mạnh hơn, cố tâm của mình, cho nên cái ác tâm nó lớn hơn nên nó để lại quả báo lớn hơn. Nhưng mà nếu như mà mình dùng cái sự tàn sát đó mà đối với con người, với những cái tâm là giết hại một người khác cùng là đồng loại, thì lúc đấy cái ác tâm đó sẽ phải là rất lớn, vì lúc đấy mình cảm nhận được mình với con người cùng là có cái dòng máu cùng đỏ, cùng là cái nước mắt cùng mặt, cùng có cái mạng sống như nhau, có cái thân thể vật chất biết đau sợ đau đớn, thích hưởng những cái niềm an vui, cũng ham sống sợ chết như nhau, vui buồn sự khổ như nhau, tâm lý tình cảm thân thể giống nhau mà mình còn giết hại được nhau. Nhưng mà vì mình biết là đây là con người thì được phân ra thành nhiều hạng người, đây là người ác. Có những người ác cần phải xử phạt, thì có thể là những người ác đó sẽ bị những cái hình phạt, và mình có thể đánh nhau là do hai cái người ác đánh nhau. Thì những cái quả báo thường thường là những cái quả báo ít khi nó trổ ngay, nhưng mà nếu như mà một cái người mà khởi lên cái ác ý với một cái người không có ác ý, người không có ác ý ví dụ như là khởi lên cái ác ý với cha mẹ, ví dụ như là cha mẹ thì thường có cái tình cảm đối với con cái một cách vô rất là lớn,
rất là sâu nặng. Thế là một cái người nào mà có cái ác ý đối với cha mẹ thì đó cũng là một cái ác nghiệp lớn. Trong quá khứ có những cái vị mà có thể giết cha mẹ của mình, như là vua A Xà Thế giết cha của mình, là vua Tần Bà Sa Na bị cướp nô buôn, thì đó cũng là một trong những cái ác nghiệp lớn. Nhưng mà có một cái ác nghiệp lớn hơn nữa, đó là những cái bậc phàm nhân mà có ác ý muốn giết hại những bậc thánh nhân. Vì những bậc thánh nhân là những bậc không đã loại trừ những cái thiện ác, những cái ác ý, những cái ở trong tâm được. Thì nếu như mà mình mà chỉ có một cái ác ý đó mà nó được khởi ra bằng hành động như là một cái lời phỉ báng, mình chưa nói là mình có thể làm cái việc ác như là sát hại cái gì đó, mình chỉ cần có cái lời phỉ báng hay là có những cái hành động như là đánh đập, làm tổn thương đến thân thể của cái vị đấy, thì cái quả báo đó nó sẽ rất là lớn. Và thường là những cái quả báo nó sẽ trổ ngay, nó sẽ trổ ngay trong hiện tại, tức là những cái quả báo nó sẽ trổ nhãn tiền. Thì thường thường là những cái phước hay là những cái thiện nghiệp hay những cái ác nghiệp, nếu như cái nghiệp đó nó rất lớn thì nó sẽ trổ ngay trong hiện tại, còn thường thường là nó sẽ trổ ở tương lai, tương lai gần là ở kiếp sau hoặc là nhiều kiếp về sau. Còn những cái nghiệp đó nó rất lớn thì nó sẽ trổ ngay trong hiện tại. Thì trong những cái ác nghiệp đó là mình có cái ác ý hay là những cái lời nói, những cái hành động ác đối với những bậc thánh nhân thì sẽ cái quả báo nó sẽ trổ ngay trong hiện tại. Đó là một trong 10 quả báo. Một là thọ khổ khốc liệt, thọ khổ mình sẽ bị một cái nỗi khổ gì đó như bị bệnh tật, hoặc là mình sẽ bị trúng những cái tai nạn, những cái tai họa nào đấy, thân thể bị thương vong, hay là hoặc là họ bệnh kinh niên, tức là hay là cái người đó sẽ bị bệnh tật rất là khổ sở, hay là loạn ý tán tâm, tức là hoặc là cái người đó sẽ bị điên khùng, hoặc là tai họa từ vua, hay là cái người đó bị vua trọng tội, hoặc là bà con ly tán, tài sản bị nát tan, phòng ốc nhà cửa bị hỏa thai thiêu đốt, khi đang hoạn nạn chung thì bị đọa vào địa ngục. Thì đấy là những cái ác nghiệp, nếu như là có một cái ác ý đối với một cái bậc là thánh nhân thì sẽ bị một trong 10 cái quả báo nó sẽ trổ ngay ở trong hiện tại như vậy. Thì đôi khi sống ở thế gian này có những cái bậc thánh nhân, nhưng mà một cái người phàm phu không biết đó là thánh nhân, mình cũng tưởng những cái vị đó còn là phàm phu, vì cái vị đó có cái ác ý, có cái ác ý xúc phạm đến những cái vị để mà đã chứng thánh quả rồi, thì cái vị đó sẽ đi cái quả báo và ngay lập tức ngay nhận tiền ở trên mắt. Như là thời Đức Phật ra đời thì bản thân Đức Phật cũng là bậc thánh nhân, và các đệ tử của Đức Phật thì rất nhiều những vị chứng quả a la hán, hoặc những vị là bậc na, những vị là nhất na, hoặc những vị là tự ni, thì những cái vị đấy là những cái bậc thánh nhân. Nhưng mà sống ở thế gian thì có rất nhiều những người bất thiện, người ta vẫn chỉ bạc, hoặc là người ta đánh đập, hoặc người ta sát những bậc thánh nhân đó. Nên như Đức Phật có đề bạc Đạt Đa là cái người mà có cái ác ý muốn hại Đức Phật, để có những cái lần đề bạc Đạt Đa thuê người giết Phật, hay là dùng tảng đá năng xuống để, hay là dùng voi say để hãm hại Đức Phật. Đấy là những cái ác ý đối với bậc thánh nhân. Thì sau này thì bà Đạt Đa bị đất này nứt ra và bị rơi thẳng xuống địa ngục A Tỳ. Đấy là bị cái quả báo ngay tức thì, ngay tức khắc cái lúc đấy. Các cái vị như là ngày sáng Đức Phật thì một kiện viên nên là có cố căn, có một cái vị tỳ kheo là phàm nhân là cố căn ni căn, chỉ bám hai bậc thánh tăng, đó là ngày sáng Đức Phật và ngày một kiện viên. Thì chỉ vì một cái sự nâng dưỡng, là khi mà ngày bám Đức Phật một kiện viên được cái sự cúng dường rất là nhiều, nhưng mà không có chia cho những cái tỳ kheo cố căn ni căn, và vì nó khởi những cái sân hận bất bình, là vì nó cứ phỉ báng, thì nó nghĩ là luôn luôn dùng những cái lời bất thiện mắng chửi hai cái vị tỳ kheo này, gọi là tham cái danh vọng nữ dưỡng.
Thì cái tỳ kheo Kokanika này mặc dù đã được Đức Phật khuyên can rồi là không được nói đến hai cái vị đại đệ tử này như thế, vì họ là những cái bậc hiền nhân không có lỗi lầm. Mặc dù được nói thế nhưng mà Kokanika này không có từ bỏ ý định này. Sau đó là các vị có cả những vị Phạm Thiên cũng đã hiện ra để khuyên giải, nhưng mà Kokanika vẫn cứ dùng những cái lời phỉ báng với hai bậc đệ tử đại đệ tử của Đức Phật. Thì khi mà đi ra khỏi tịnh xá một chút thôi thì cái thân thể của vị đó mọc lên những cái mụn nhỏ, và cái mụn nhỏ đấy lúc đầu nó là những hạt tấm, sau đó nó lớn dần lên bằng những cái ngón tay này, bằng những cái nắm tay này, bằng những cái quả bọc, rồi sau đó nó vỡ ra thì vị đó sẽ bị chết chết ngay ngay cái lúc mà vị đó vẫn còn cái tâm sân hận đó, nhưng mà nó bị đó phải đọa thẳng vào trong địa ngục. Thì những cái người mà có cái ác ý, có cái sự phỉ báng mắng nhiếc hay là những cái hành động bất thiện đối với lên những bậc thánh nhân thì sẽ bị những cái tai họa như thế. Mà có những cái vị thì những cái tai họa đấy nó có thể trổ ngay ở cái kiếp này, nhưng mà đấy nó vẫn chưa hết, tức là cái quả báo nó không phải là cái vị đó đi cái quả báo ở hiện tại này mà nó hết, mà vì đó sẽ còn bị những cái quả báo khổ đau nhưng phải sinh ở địa ngục. Mặc dù có khi chúng ta bỏ địa ngục rồi vì đó vẫn chưa hết cái quả báo đấy, cái quả báo mà vì bản thế nhân. Ví dụ như là trong thời Đức Phật có một cái vị đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, thì là một cái vị mà suốt đời đi khất thực không bao giờ là được đủ ăn, tức là vì đó đi khất thực không bao giờ được một bữa ăn no, và vì đó đi xuất gia đã rất là lâu năm rồi. Nhưng mà bởi vì khi mà vị đó cứ đi khất thực thì người ta xuất bát cho vị đó và luôn luôn người ta cứ hay bị quên, hoặc là người ta nhìn vào bát của vị đó người ta cứ cảm nhận như là đã có thức ăn đầy ở trong bát rồi, và người ta bỏ vị đó qua một bên, và vị nó ngày nào cũng chỉ được một mẩu thức ăn, một chút thức ăn rất là ít ỏi và ngắn, và không có chưa có bao giờ được một bữa ăn no trong suốt cái thời gian tu hành của mình. Để cho đến cái ngày cuối cùng, khi mà mặc dù sau này vị đó đã chứng được quả A-la-hán, khi vị đó chứng được quả A-la-hán rồi mà cái quả báo đó nó vẫn còn, tức là vị đó vẫn cứ như thế, cứ đi khất thực là vẫn không được một bữa ăn no. Cho đến một cái ngày thì ngài Xá Lợi Phất biết rằng là cái ngày đó là cái ngày cuối cùng của cái vị đệ tử của mình, cho nên mới đi khất thực, và hôm nay mới quyết định là cho cái vị đệ tử này trước khi nhập niết bàn sẽ được một bữa ăn no cho nó thỏa mãn. Ngài đã đi khất thực và sau đó có được những cái thức ăn ngon rồi, thì ngài gửi một vị tỳ kheo khác đưa về nói rằng hãy đưa cho cái vị tỳ kheo đó là đệ tử của ta như thế, bảo vị đó hãy dùng vật thực này. Nhưng mà khi cái vị tỳ kheo nhận cái vật thực của ngài sáng phát đi về thì vị đó quên luôn cái thời gian của ngài, vị đó này chia cái thức ăn để cho những người khác. Và khi ngài Xá Lợi Phất về mới hỏi đệ tử mình là con là ông đã được dùng cái vật thực đó chưa, thì vị đệ tử nói là thưa ngài con tự biết, con biết thờ. Thì ngài Xá Lợi Phất biết là vị này chưa được dùng nên đã đi vào trong cung vua Kosala xin cái thức ăn phi thờ, vua mới cho một số bánh ngọt về. Thì về thì ngài Xá Lợi Phất phải dùng tay của mình giữ cái bánh đó và bỏ vào miệng cho cái vị tỳ kheo, mà vị tỳ kheo nó ăn xong hôm nay mới nhập niết bàn. Thì từ cái ngày đi xuất gia đấy là cái lần đầu tiên và cái vị đó được một bữa ăn no bụng, và sau đó thì vị đó nhập niết bàn, nó là một vị A-la-hán cũng còn phải trả cái quả báo như thế. Thì cái quả báo nó rất là đơn giản, nó là trong cái thời quá khứ ở một cái kiếp quá khứ, đó là thời Phật Ca Diếp Kassapa ra đời, thì cái vị này cũng là một vị tỳ kheo, và sau vị này được chủ trì một ngôi chùa do một thí chủ cúng dường, và khi đó có một vị tỳ kheo khách đến. Vị tỳ kheo khách này khi đến thì có những cái oai nghi trang nghiêm thể chỉnh, cho nên cái người thí chủ này đã rất là cung kính tôn trọng cúng dường cái vị đó. Thì cái vị tỳ kheo chủ này mới cảm thấy có cái sự bất mãn, cái lòng ganh tị khởi lên, cái nghĩ là vị tỳ kheo này mà ở đây thì cái thí chủ này người ta sẽ bỏ quên mình mất, cho nên là vị này muốn đuổi cái vị tỳ kheo khách đó đi bằng cái cách là hôm sau những cái giờ ăn thì thí chủ mời đến nhà ăn, thì vị tỳ kheo chủ này ra đi nhưng mà không có báo cho vị tỳ kheo khách biết. Thế cái người thí chủ đó gửi cái thức ăn đó về
Thưa ngài, ngài dùng xong ngài hãy mang cái vật thực này về để cúng dường cho vị tỳ kheo khác. Và trên đường đi về thì cái vị tỳ kheo chủ đấy đem cái món thức ăn nó đổ vào một đống lửa ở bên đường và đi về. Khi về đến chùa thì vị tỳ kheo kia là một bậc a la hán, cho nên vị đó đã đi khỏi cái ngôi chùa rồi. Thế thì chỉ vì một cái hành động mà một cái hành động đó là ngăn cản không cho vị a la hán này ăn, tức là chỉ một bữa ăn thì nó mất đi một bữa ăn, là mất bữa ăn của vị a la hán. Đấy là cái ác nghiệp vị tỳ kheo đó. Khi vị tỳ kheo đó chết đi, nó phải đọa vào địa ngục suốt từ cái thời Phật Ca Diếp cho đến cái thời Phật Thích Ca ra đời. Ở trong cái địa ngục một thời gian dài như vậy, bởi vì đó khi đó hết cái quả báo dưới địa ngục sinh lên làm người. Thì khi sinh lên làm người, từ ngay từ cái lúc vị đó sinh ra ở trong một cái gia đình làm một cái nghề nàng chài đi bắt cá, thì vị đó sinh ra một cái nàng đấy đi bắt cá ra đến biển là về không ai bắt được cá. Và lúc này thì người ta mới biết rằng là có một cái người nào đó xấu số xuất hiện ở cái nàng, sau đó người ta chia đôi cái ngôi nàng đó ra làm hai, rồi là một nửa ngôi nàng để đi ra biển bắt cá, một nửa ngôi nàng khác không đi. Thì người ta biết rằng là cứ hôm nào cái số người cái nàng đấy, số người đấy đi mà không bắt được cá, thì người ta biết rằng là có cái người xấu số đang ở cái khu nàng này. Rồi người ta cứ chia nhỏ cho đến khi còn hai gia đình, người ta cho hai người đi ra biển mà một người không bắt được cá, người ta biết trong nhà này có một người xấu số. Sau đó người ta mới tìm ra là từ cái lúc mà cái đứa bé này sinh ra là nó có cái sự xui xẻo đến cho gia đình, đến cho cả cái nàng này. Và người ta bỏ mặc cái đứa bé nó đi lang thang, thì cái đứa bé nó cứ đi đâu gây họa đấy. Đứa bé này nó cứ đi đến đâu thì là ở cái nơi đấy gặp hiểm họa. Tức là một cái người mà có cái lỗi, tội lỗi hay là kém phước, người ta đi đâu người ta cũng có thể có cái tội lớn, người ta có thể làm liên lụy đến nhiều người khác nhiều. Một cái người xấu số, người ta đi đâu người ta cũng làm cho người khác bị tủi lo theo. Là cái đứa bé đấy đi đến làng nào thì có thể làng đấy sẽ bị cháy, hoặc là bị vua phạt một cách vô cớ, hoặc là bị gặp những cái họa, những cái thiên họa hoặc nhân họa thế sinh ra. Trong khi lang thang vất vưởng mà đến khi tìm được đến vào chùa tu tập thì chứng được quả A La Hán, nhưng cái ác nghiệp đó vẫn không có tránh khỏi. Thì đó là vì một cái lỗi lầm, vì một cái tội lỗi đối với một cái bậc thánh nhân. Có thể là vì đó không biết, mặc dù vì đó không biết cái vị kia là một cái bậc a la hán, cho nên là vì đó có cái ác ý và vì đó sẽ phải chịu những cái quả báo ở trong cái lúc hiện tại đó. Và khi mà chịu cái quả báo khi mà vì đó chết phải sanh xuống địa ngục, rồi là phải chịu cái quả báo khi mà vị đó ra khỏi địa ngục mặc dù được tái sanh làm người, thì cái ác nghiệp đó cũng không hết. Thì khởi lên một cái tâm thiện, một cái tâm cung kính đối với một cái bậc thánh nhân có thể tạo ra những cái phước lớn vô tận, thì khởi lên một cái ác ý, hay là khởi lên một cái sự bất thiện đối với những bậc thánh nhân, thì cái quả báo khổ đau cũng sẽ bất tận như vậy. Là người mà phạm nên cái lỗi lầm với những bậc thánh nhân sẽ có một trong mười cái quả báo mà nó sẽ trổ ngay cái lúc mà vị đó còn sống, và sau đó thì vị đó sẽ cái quả báo sau khi chết nữa, là ác tuệ sinh vào địa ngục. Không phải sống lõa thể bên tóc cho chết mình, tuyệt thực nằm trên đất sống nhớ xiên ngồi sụp, làm con đường được sạch nếu không trừ nghi hoặc. Thì những cái pháp môn tu tập của ngoại đạo hay là của những cái tà giáo khác, thì khi mà tu tập thì người ta muốn thể hiện cái sự tu tập của mình trên cái hình thức bên ngoài, đó là người ta muốn thể hiện là tu, như là có người tu thì người ta lõa thể, người ta không mặc quần áo, là tu là buông xả như vậy, buông xả nhà cửa được, buông xả người thân được, buông xả đến cái cuối cùng nữa, đó là buông xả cả quần áo, sống như thế nó mới tự tại,
không cần mặc quần áo đấy là cái người ta sống nó thể thế là thể hiện cái buông xả của mình một cách thái quá. Hay là có những người người ta sống mà người ta buông xả cái thân này bằng cách không quan tâm đến thân này nữa, bằng cách là người ta sẽ sống cả năm cả tháng cả đời người ta không tắm rửa gì hết, người ta cứ để cho tóc dài râu rậm người ta không có cắt đi. Hay là có những người thì thể hiện cái sự tu tập của mình bằng cái cách đó là tu hành con chó ngồi xổm ăn trên đất, tu hành con bò uống nước tiểu bò ăn phân bò, như là tu cái hạnh như là tu khổ hạnh, luyện các cái pháp như là đứng một chân, hay là tuyệt thực rất là ăn rất là ít, hoặc là dùng cái nước sông Hằng để được tôn đông. Thì đấy là những cái pháp tu tập với cái mục đích là muốn được rửa sạch hết tội lỗi. Nhưng mà Đức Phật dạy là những cái hạnh đó làm con nếu không trừ được nghi hoặc, không trừ được những cái hoài nghi thì không bao giờ sạch được tội lỗi. Trừ được cái hoài nghi thì mới sạch được tội lỗi. Còn nếu mà không trừ được cái hoài nghi, không trừ được cái nghi hoặc thì sẽ không sạch hết tội lỗi. Mình nghi hoặc là cái gì? Thì những cái người mà người ta còn những cái hoài nghi này, người ta nghi rằng ta có mặt hay không có mặt trong đời quá khứ, ta có mặt trong đời quá khứ như thế nào, ta sống như thế nào trong đời quá khứ, tức là người đó nghi là mình có kiếp trước hay không. Người đó nghi như vậy mà không biết rằng cái thuyết nói về luân hồi, nói về nhân quả nó thật không, có đúng không, là mình có kiếp trước thì kiếp trước của mình như thế nào, mình là ai, hay là mình sẽ có cái tương lai hay không, mình chết rồi mình sẽ sinh về đâu, tương lai của ta sẽ như thế nào, ta sẽ có mặt như thế nào trong thời tương lai, hoặc là vì đó có cái hoài nghi ở hiện tại này là khi chưa sinh ra ta là ai, khi chết đi rồi ta sẽ đi về đâu, ta là cái chúng sinh từ đâu đến đây và khi chết rồi ta sẽ đi về đâu. Nếu mà một cái người chưa giải đáp được cái hoài nghi đấy thì dù có bao nhiêu cái sự tu tập khổ hạnh bao nhiêu đi chăng nữa vì đó cũng không bao giờ diệt sạch được những cái phiền não, những cái phiền não của trong tâm, tức là vì đó không bao giờ thoát khổ được, không bao giờ diệt trừ được cái phiền não, vẫn còn có tà kiến, vẫn còn có tham lam sân hận giận hờn si mê. Thì còn một cái người thứ hai là ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống thiên trì phạm hạnh không hạ mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn phật si. Thì có những cái người tu tập vẫn cứ ăn mặc rất là tề chỉnh sạch sẽ, vẫn có cái sự gọi là tu tập một cách quân bình, tức là tu theo trung đạo, không quá ép sát khổ hạnh và cũng không có quá là hưởng thụ cái dục lạc ở thế gian. Tức là sống tự trang sức này nó vẫn có làm sạch cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, nhưng mà vì đó có cái sự nhiếp phục về tâm lý, sống có cái sự phạm hạnh, nó là không có tham đắm hưởng thụ cái dục lạc ở thế gian, nhưng cũng không cần phải quá là ép sát khổ hạnh, thì vì đó được gọi là phạm chí hoặc là sa môn phật sĩ. Vậy thì cái người này là cái người đoạn trừ được nghi hoặc, người nào mà cứ đoạn trừ, cái người mà đoạn trừ được nghi hoặc rồi thì dù người đó có sống không cần phải thể hiện cái sự gọi là cái sự tu tập cao độ như là cái sự khổ hạnh ép sát thì cái tâm của người đó vẫn được thanh tịnh. Còn cái người mà không đoạn trừ được nghi hoặc thì dù vì đó có khổ hạnh như thế nào thì tâm vẫn ô nhiễm. Cái điều này nó đã xảy ra ở có một cái câu chuyện mà được lưu truyền, thì không biết nó có đúng hay không nhưng mà nó có ý nghĩa. Nhưng là lúc đấy là có là vua Asoka, có một cái vị hoàng đế này rất là kính trọng các vị tỳ kheo. Thì cái vị hoàng đế này thì có người em trai không đồng quan điểm, vì đó nghĩ rằng anh mình làm như vậy là hơi thái quá. Tức là một lần cái vị này đi vào trong rừng gặp một cái vị đạo sĩ hóa thể tu hành rất là khắc khổ ở trong rừng sâu, vì đó mới hỏi cái vị đạo sĩ rằng ngày tu tập mà xuất gia tu hành khổ hạnh thì bao nhiêu năm rồi,
Thì cái vị đạo sĩ đó là tôi đã tu được 12 năm. Thế là vì đó hỏi thế này có đoạn trừ được những cái dục vọng, những cái tham ái, sân hận, si mê, tà kiến không? Thế là vị đạo sĩ kia lắc đầu, không đoạn trừ được gì hết. Thế là vị vị này liên tưởng ngay rằng là người ta sống khắc khổ như thế này, sống gian khổ, ăn ít ngủ dưới gốc cây, rồi là sống cái tu hành khắc nghiệt như thế này còn không đoạn trừ được những cái tâm ô nhiễm phiền não tham sân si. Vậy thì các cái vị tỳ kheo thích tử đệ tử của Đức Phật là những cái người rất là gọn gàng sạch sẽ, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, mà lại được cái vị được nhà vua hết sức là cung phục, chu cấp cho đầy đủ những cái thức ăn ngon mặc đẹp, thì làm sao các vị ấy có thể đoạn trừ được những ô nhiễm? Và cái vị này để thắc mắc với cái người anh của mình, và cái người anh này muốn dùng cái biện pháp giáo hóa cho cái người em này, thì anh không có dùng cái lời lẽ mà muốn dùng cái hình thức để giáo hóa. Đó là cái người anh này, em bảo người em là hãy cùng ta đi ra ngoài biển tắm, ra bãi tắm. Người anh này cho bảo ở đây coi nó bảo coi cái ngai vàng, rồi là cái người anh đi ra thì người em lấy cái áo bào mặc vào ngồi trên ngai vàng. Giống như là bắt trước làm vua, thì lúc đấy cái vị vua thật mới đi vào. Thế em bảo ta kết tội cho người được chết, nhưng mà cho sống thêm 7 ngày để hưởng thụ. Ngày hưởng thụ thì trong 7 ngày đấy cho đầy đủ những cái dục lạc, cái những dục thế gian. Và lúc đấy cứ hết một ngày thì cho một cái người nói rằng ngài chỉ còn sống thêm được 6 ngày nữa, rồi 5, 4, 3, 2, 1 ngày nữa cho đến ngày cuối cùng. Thì cái vị vua đấy, bạn hỏi người em là cái người hưởng thụ dục lạc có cảm thấy an vui không, có hạnh phúc không? Thì lúc này thì cái người em đấy mới trả lời rằng đệ chỉ có thấy chỉ sợ chết, vì cái lòng sợ chết cho nên không còn cái tâm trí nào để hưởng thụ cái dục lạc. Thì lúc đấy cái vị hoàng đế Asoka mới nói rằng cũng đấy là đệ mới chỉ thấy cái chết trong một đời, cảm nhận được cái chết trong một đời mà còn cái nỗi sợ như thế, mà còn cảm thấy nhàm chán đối với dục lạc thế là như thế. Còn những vị sa môn thích tử là những người thấy cái chết nhiều đời nhiều kiếp, thấy cái chết nhiều đời nhiều kiếp là những cái vị đấy, nếu như những cái vị đấy tu tập, vị đấy có thể tu tập để bằng cái pháp thiền quán của mình, vị đó quán được cái thân này là tứ đại, quán được cái tâm nó nương vào cái thân này nó khởi lên, thì cái thân và cái tâm này nó là quả của những cái nghiệp gì đó trong quá khứ, không phải ngẫu nhiên mà nó sinh ra cái đời này. Vì đó sẽ phải hướng tâm về quá khứ xem là vì đó cái nguyên nhân gì nó đã sinh ra cái thân tâm này. Bằng cái sự tác ý với cái tâm định tĩnh của mình, thì bằng cái sự tác ý một cách có thú nớt, thì vị đấy sẽ hướng tâm được về những cái kiếp quá khứ. Vì đó thấy được những cái nhân mà nó đã tạo nên cái danh sắc tục sinh. Vì đó thấy được những cái nghiệp mà đã làm ở trong quá khứ, làm những cái nghiệp gì nó mới để lại những cái danh sắc ở hiện tại. Rồi vì đó có thể hướng tâm về kiếp quá khứ thứ hai, kiếp quá khứ thứ ba, kiếp quá khứ thứ tư, quá khứ thứ năm. Có thể vì đó hướng tâm đến nhiều đời nhiều kiếp quá khứ, một đời hai đời, và vì đó sẽ thấy được những cái nghiệp mà vì đó đã tạo. Thì khi mà vì đó đã thấy được những cái nghiệp nó là nhân và nó để lại cái quả ở quá khứ, cái nhân quá khứ nó sinh ra cái quả ở hiện tại, rồi cái nhân hiện tại nó sinh ra cái quả ở tương lai. Vì đó có thể hướng tâm về những kiếp sống tương lai, vì đó sẽ thấy được những cái thời điểm cận tử ở hiện tại này nó khởi lên cái nghiệp gì, và cái nghiệp đấy nó sẽ là nhân và nó sẽ cho ra cái quả ở cái kiếp sống tương lai, cứ theo cái dòng phiền não luôn đấy. Vì đó sẽ thấy được những cái kiếp sống tương lai cho đến kiếp tương lai cuối cùng. Thì đó là cái sự tu tập mà để thấy được cái vị đó đã có mặt ở trong thời quá khứ như thế nào. Vì đó sẽ thấy được cái vị đó tại sao lại có mặt ở trong đời hiện tại, và vị đó sẽ biết được tương lai vị ấy sẽ đi về đâu. Thì là cái người như thế là đoạn trừ được hoài nghi. Khi mà một cái người đoạn trừ được hoài nghi rồi, thì vị đó có cái niềm tin tuyệt đối vào nghiệp và quả của nghiệp. Vì đó mới biết hổ thẹn những cái tội lỗi và biết ghê sợ những cái nghiệp bất thiện. Thì những cái vị đấy dù có sống ngay ở trong thế gian
có rất là nhiều những cái phiền não uế trực, thì vị đó cũng không đắm nhiễm những cái không đắm nhiễm những cái dục lạc ở thế gian, bởi vì vị đó cảm thấy kinh sợ đối với lại những cái ác nghiệp, vì vị đó đã thấy được cái ác cái nghiệp mà vị đó đã tạo, vị đó đã thấy được những cái nghiệp ở quá khứ nó sinh ra quả hiện tại, nghiệp hiện tại sinh ra quả tương lai, thì vị đó mới có cái niềm tin vào nghiệp, thì khi vị đó sẽ mới có được cái tâm thanh tịnh, dù vị đó không cần phải thực hành những cái pháp khắc khổ như những người tu khổ hạnh, thì vị đó vẫn có được cái vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh, đó là sự an tịnh, vì có cái sự nhiếp phục các căn, vì đó sẽ tự động có sự nhiếp phục các căn, vì đó kiên trì với cái đời sống phạm hạnh. Nên khi mà vị đó thấy được nghiệp và thấy được quả của nghiệp, có cái niềm tin tuyệt đối rồi, thì không bao giờ vị đó sẽ từ bỏ cái phạm hạnh, và không bao giờ sát hại mọi sinh linh. Nếu như một cái người đã thấy những cái nghiệp nó cho quả như vậy rồi, thì tự nhiên vị đó sẽ không đắm nhiễm dục trần và không tạo những cái ác nghiệp đối với những sinh linh khác. Cho dù những cái nỗi nguy hiểm có thể xảy đến, vị đó cũng sẽ giữ cái giới hạnh. Ví dụ như bây giờ một cái người thường mà có người khác kẻ cổ, kẻ dao vào cổ mình, nói rằng ngươi hãy làm cái việc ác này, đó là ngươi hãy sát sinh, giết người, ăn trộm, tà dâm, nói như uống tiếp, thì ta cho ngươi sống, không ta sẽ giết. Nếu như lúc đấy thì một cái mình sẽ chọn cái đường này, đó là mình làm theo cái mệnh lệnh của cái người khác, mình đi làm ác thì mình được sống, mình bây giờ không đi làm ác nó giết mình. Đó là với một cái người chưa thấy được cái nghiệp và quả của nghiệp, có thể người đó vẫn có thể thực hành theo cái mệnh lệnh của cái người khác, nó là đi làm việc ác để mà bảo vệ cái mạng sống. Nhưng mà với một cái người mà đã thấy được nghiệp và quả của nghiệp rồi, nếu có cái người làm kẻ ra vào cổ nói là ngươi hãy đi làm việc ác này, ngươi hãy sát sinh để trộm cắp tà dâm, nói rồi nghiệp ta sẽ tha chết rồi, nếu không ngươi phải chết, thì cái người mà đã thấy những cái nghiệp vô vàn ở trong quá khứ rồi, thì cái người đó coi cái chết này là bình thường, và cái người đấy sẽ không có chọn cái con đường là làm việc ác mà sống, làm việc ác để sống, hoặc là chết để mà giữ được cái thiện nghiệp. Thì cái người mà thấy nghiệp rồi, người đó sẽ thà chết mà giữ được cái thiện nghiệp, chứ không sống để mà làm ác nghiệp. Lúc đấy không cần phải ai phải răn đe, không cần phải ai phải dùng những cái hình phạt răn đe, đó là người mà làm việc ác người sẽ bị xử phạt. Mà lúc đấy tự cái vị đó có được cái sự có được cái sức phòng hộ cho chính mình, có được cái sự ghê sợ những điều tội lỗi. Lúc đấy cái tàn quý của vị đó nó sẽ mạnh lên, vị đó sợ hãi những điều tội lỗi, ghê sợ những điều tội lỗi vì biết rằng nó sẽ cho ra quả báo. Thì những cái vị như thế được gọi là phạm trí hay sa môn khất sĩ. Đó là vì cái vị đó có cái sự đoạn trừ những cái hoài nghi như vậy rồi, thì vị đó xứng đáng là sa môn. Còn dù mình có thực hành cái hình thức sa môn, nhưng mà cái tâm của mình chưa có đoạn trừ được những cái hoài nghi, chưa thấy được nghiệp và quả của nghiệp, chưa có niềm tin tuyệt đối vào nghiệp và quả của nghiệp, thì vẫn không có đúng cái hạnh của sa môn. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn cận chế, người biết tránh chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Để mà tìm được ở trên đời một cái người mà có thể tự chế ngược được mình như vậy, tự tránh né được những cái tội lỗi như vậy, thì rất là hiếm. Như là một cái ngựa, một cái con ngựa thuần chủng có thể tự biết được ý của chủ nhân mà thực hành theo, thì đa số mọi người sống ở trên đời nó là chạy theo những cái dục vọng, sống chạy theo những cái dục vọng, đó là chạy theo cái sự hưởng thụ dục lạc ở thế gian. Vì cái sự hưởng thụ dục lạc đấy mà sinh ra những cái ác nghiệp, đó là những cái sự tàn sát, sát sinh, trộm cắp, hay là tạo những cái ác nghiệp ở thế gian. Còn những cái người mà khi mà làm việc lỗi tội lỗi mà người ta biết hổ thẹn những điều tội lỗi, làm những cái việc tội lỗi người ta biết ghê sợ những điều tội lỗi đó, thì những cái người đó ở trên đời này rất là hiếm. Bởi vì những cái người nào người ta có thấy, người ta có trí tuệ để mà thấy được nghiệp, thì người ta mới có cái sự tự chế ngự chính mình.
Còn nếu không thì khi mà một cái người người ta có thể học giáo pháp, người ta có niềm tin đối với việc ở quả của mình, thì cái niềm tin này nó có thể mạnh và có thể yếu. Một cái người mà có thể nó lúc nó khởi lên niềm tin, lúc nó khởi lên hoài nghi, lúc nó khởi lên niềm tin là có nghiệp, có quả báo của nghiệp, nhưng mà vì đó chưa thể nhập với cái niềm tin đấy thì cái hoài nghi nó vẫn khởi lên. Một lúc nào đấy sẽ có người nào đó người ta tác động, người ta nói rằng là không có nghiệp đâu, không có quả báo của nghiệp đâu, chết rồi là hết, thì sẽ cái niềm tin nó nên bị lung lay. Thế đấy là cái người chưa thể nhập với niềm tin, do mình chưa tuệ chi được, chưa quán thấy được, mình chưa thấy được cái nghiệp ở trong quá khứ nó sinh ra quả hiện tại, chưa thấy được cái nghiệp hiện tại nó sinh ra quả tương lai, cho nên là cái niềm tin nó vẫn còn bị lung lay như vậy. Cũng có lúc thì làm thiện nhưng mà cũng có lúc phải làm việc bất thiện. Còn những người mà đã thể nhập với niềm tin rồi, người đã thấy được cái nghiệp rồi thì đó không có khởi lên cái hoài nghi nữa. Và không cần phải ai răn đe chế ngự dạy bảo nhắc nhở nữa, vì đó tự biết sanh tận chính mình, tự chế ngự chính mình, vì đó tránh né những cái tội lỗi, tránh né những tội lỗi một cách rất là nhạy cảm, nó như con ngựa tránh roi, ngựa hiền nó biết tránh roi. Thì cái người mà có hiểu được cái nghiệp và quả nghiệp thì đó sẽ tránh né cái tội lỗi gì như vậy. Như ngựa hiền chặn roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tận thiền định cùng chánh pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Thì một cái con ngựa biết sợ roi, không sợ bị đau đớn, thì cũng vậy, một cái người có trí tuệ thì sợ tội lỗi cũng như là sợ bị chặn roi, sợ những cái điều lỗi lầm, thì cái người đấy sẽ hăng hái tinh tấn trong với đức tin. Tức là vì đó đầu tiên là phải khởi lên cái đức tin, tức là tin là nó có đời sau, có đời trước, có đời quá khứ, có đời hiện tại và có đời tương lai, có những cái nghiệp thiện nó để lại cái quả báo an vui tốt đẹp, có những cái nghiệp ác nó để lại cái quả báo khổ đau. Khi mà có được cái niềm tin như vậy rồi thì lúc đấy vì đó mới có sự giữ giới, vì đó giữ gì không làm những việc ác sợ quả báo, tinh tấn làm việc thiện thì biết nó có phước báo. Vì đó mới tinh tấn là tinh tấn thực hành thiền định và trí tuệ, chánh pháp là trí tuệ, tức là tinh tấn trong cái sự thực hành giới, tinh tấn trong thiền định và tinh tấn thực hành về thiền quán, về trí tuệ. Thì cái người mà khi mà đã hiểu có cái niềm tin và nghiệp rồi thì cái vị đó sẽ biết là cái việc gì xứng đáng nhất để làm ở trên thế gian này. Cái việc gì nó có ý nghĩa nhất, cái việc gì nó có lợi ích nhất, những cái việc gì nó để lại cái lợi ích lâu dài nhất thì đó chính là giới định tuệ. Là giới nó sẽ để lại cái lợi ích nhất, để lại cái lợi ích lâu dài nhất, thiền định và thiền quán thì có ba thứ này. Vì đó có minh và hạnh. Minh và hạnh, minh tức là phát triển trí tuệ, hạnh là phát triển về những cái đức hạnh, tức là chỉ có hai cái để cho mình nó sẽ đi theo mình mãi, đó là đức hạnh và trí tuệ. Nên là mình làm những cái việc gì đó nó tạo ra phước lành và tạo ra trí tuệ cho mình. Muốn tạo ra phước thì mình làm những việc phước như là từ cái sự cung kính, như là từ cái sự bố thí, giữ giới, thực hành thiền định thì đó là hạnh. Còn minh thì nó chỉ có một pháp là tăng tư tu, tức là những cái minh, cái thực hành về thiền quán để thấy được những cái pháp chân đế, thấy được cái sự thật tối hậu, phân tích ra được danh sắc, phân tích ra được cái pháp về duyên khởi, thấy được cái tam tướng vô thường khổ khổ đã ở trên danh sắc năm uẩn, thì đấy được gọi là minh, gọi là trí tuệ. Khi nào minh hạnh được đầy đủ rồi thì mình đấy sẽ chứng được cái quả vị niết bàn, đoạn được cái khổ, được cái sự an vui. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên đặt tên, người thợ mộc uốn ván, mộc tự điều điều thân. Thì cái người trị thủy dẫn nước tức là một cái người, cái nước thì nó làm cái nuôi dưỡng con người, nhưng mà nếu mà một cái người mà không có nước, không có nước thì mọi thứ cũng chết. Thế nhưng mà nếu mà nước mà nhiều quá thì cũng sẽ dẫn đến cái sự nguy hại, đến cái sự nguy hiểm chết chóc.
mình bệnh không có nước uống mình chết, mà nước nhiều quá thì mình cũng chết chìm. Hôm nay cây cối bằng bẩn cũng thế, mà không có nước thì nó cũng chết khô, nhưng mà nước mà nhiều quá thì nó cũng sẽ bị ngâm chết hết, bị chết đuối hết vì nước. Vậy là một cái người chỉ biết điều hòa cái nước cho nó vừa phải, đừng nhiều quá đừng ít quá. Người mà làm tên thì cũng phải biết điều hòa cho cái tên nó vừa phải, nó đến lúc mình bắn đối thủ này bắn vào quân mình. Người thợ mộc uốn ván vậy, nếu mà cái gỗ nó mà tốt mình không khéo léo mình sẽ làm hỏng mất, hư hỏng mất. Thì cái người tu tập cũng như thế, cái người mà điều tức là tự điều chính mình, điều phục mình thì cũng thế. Nếu như mình mà không khéo điều khiển mà thái quá, tức là nếu như mình nghĩ là cái lòng tham nó nguy hại, bây giờ điều phục lòng tham bằng cái cách nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn ngủ, tức là tu hành những cái cách khắc khổ như ngoại đạo, như các đạo sĩ ngoại đạo người ta tu tập như thế, người ta muốn đối trị với cái tham sân si ở trong lòng bằng những cái biện pháp tu khổ hạnh, nhưng không thành công vì điều phục một cách thái quá không thành công. Còn nếu như một cái người lười biếng quá, sống một tu dục nạn quá, thì cái lòng tham nó lại tăng trưởng thì nó cũng không thành công. Bởi vì một cái người mà biết điều phục mình thì là cũng phải khéo léo như vậy, mình không có một cái gì thái quá, tinh tấn nhưng không được tinh tấn quá, phải tinh tấn quá mới kiệt sức. Nếu hôm nay mình nỗ lực không ăn không ngủ để tu tập, hay ngày mai mình phải ăn ngủ mấy ngày để bù đắp, thì nó cũng không có kết quả. Mình có thể nỗ lực không ăn như trước vậy. Có một cái vị tỳ kheo này, lúc mà Đức Phật dạy các vị tỳ kheo là đi hãy thực hành sa môn hạnh, tức là thực hành thiền chỉ thiền quán trong cái mùa hạn đấy. Có ba vị tỳ kheo thì hai vị đã tinh tấn đi vào trong rừng thực hành thiền và đắc được quả a la hán khi trở về được Đức Phật tán thán. Còn cái vị tỳ kheo lười biếng không muốn đi vào rừng tu tập ở nhà thì vẫn còn là phàm phu, nên là vì nó rất là hổ thẹn. Thế nên là đến ngày hôm sau thì ba vị tỳ kheo, hai vị tỳ kheo kia bái chào Đức Phật nói là chúng con sẽ trở lại rừng. Thì cái vị tỳ kheo này lúc này mới khởi lên ý muốn là ta cũng sẽ tu tập thực hành sa môn hạnh để được tán thán như các vị ấy. Thì đêm hôm đấy vị đó thực hành thiền thiền chỉ thiền quán, và đến đêm nó mệt quá nhưng vị đó không ngủ thì nó đứng để hành thiền. Vị đứng lên hành thiền thì khi mà cái cơn hôn trầm nó đến, vị đó ngã xuống và bị gãy xương sườn. Đến ngày hôm sau thì hai vị tỳ kheo bạn này không có đi được, vì vẫn phải ở lại để chăm sóc vị tỳ kheo mà bị bệnh, nên Đức Phật nên nói là thực hành sa môn pháp mà cái sự tinh tấn nó không đúng thời, nhưng tinh tấn nó không đúng thời thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả như thế, không những làm khổ mình mà khổ người. Đây cái sự tinh tấn nó phải vừa phải, đó tinh tấn quá mức, nên quá mức thì nó cũng trở thành một cái chướng ngại. Vì khi mà bị đó bị như thế thì sẽ trải qua một thời gian rất dài thì nó phải chữa lành cái bệnh đó, những cái xương sườn bị gãy thì phải một thời gian rất dài sau khi nó mới trở lại tu tập được. Vậy thì cái người mà tu tập là thế thì không có được thái quá, vậy cho nên là phải quân bình được năm căn, tín tấn nhiệm định tuệ, tức là đức tin là có nhưng mà không được tin quá mức, tin một cách mù quáng. Có người có đức tin mà tin quá ai nói gì cũng nghe, đến lúc mình không có biết ai nói đúng ai nói sai, và cái pháp nào mà mình nên thực hành, pháp nào mình nên thực hành, thì cái niềm tin nó trở nên thái quá, nó chen mất trí tuệ. Vậy thì có đức tin nhưng đức tin đó vừa để cho nó còn có cái trí tuệ, nó phán xét xem là cái này có cái lợi ích gì, có cái nguy hại gì, thực hành như thế nào là vừa phải. Thì lúc đấy là đức tin nó phải được quân bình với lại trí tuệ. Hay là một cái người mà tinh tấn muốn tu tập cần cái sự tinh tấn, nhưng mà không được tinh tấn quá nó sẽ nó cũng chóng mệt mỏi và chóng chán nản và nó căng thẳng, rồi sinh ra trào động, sinh ra bị dao động. Thì cái tinh tấn nó phải được quân bình với cái sự tĩnh lặng, cái sự định tĩnh. Có tinh tấn thì mình cũng phải có cái sự thư giãn, để cho nó có được cái sự nghỉ ngơi,
mình bỏ ra những cái sức lực thì mình cũng phải biết nghỉ ngơi để nó hồi phục lại những cái sức lực đó, để cho cái sự tinh thần nó mới được duy trì lâu dài. Thế là biết quân bình về để tinh tấn, biết định tuệ như vậy. Ví dụ như là mình có trí tuệ thì tốt, nhưng mà trí tuệ của mình mà thái quá trong cái lúc mà mình chưa phải là cái người thể nhập với trí tuệ, mà mình dùng quá nhiều trí tuệ để phán xét, cái gì mình cũng đem ra phân tích, cái gì cũng đem mổ xẻ, cái gì mình cũng nói rằng là cái này mình phải cái gì mà mình có thể suy luận được, mình có thể thấy được, tai nghe cũng nghĩ được, mắt nhìn được thì mình mới tin, còn cái gì mà không có thể thấy được, không có thể phân tích được thì mình không tin. Thì có những cái mình chưa đạt đến thì cái trí tuệ của mình chưa khai mở, thì mình chưa đạt đến, mình cứ phân tích như thế, và mình cứ yêu cầu mọi cái phải theo như cái sự suy luận mình có thể suy luận đánh giá phân tích được, thì mình sẽ làm cho cái trí tuệ đó nó trở nên bị rối loạn, bị loạn trí. Vậy thì cái trí tuệ đôi khi nó cần phải có cái niềm tin. Ví dụ như là mình bảo khi nào tôi phải thấy địa ngục, thấy có thiên giới tôi mới tin là có, thì lúc đấy tôi mới thực hành. Thì mình làm cái, thì mình sẽ như thế, làm sao để mà thấy được. Nếu như bây giờ mình không có niềm tin thì lúc này có những cái mình cần phải tin, và mình tin là nó có rồi, sau đó mình kết hợp với mình thực hành nữa. Và cái, tất cả mọi thứ nó ở cái mức độ trung bình, ở cái mức độ trung đạo, tức là tu tập theo cái con đường trung đạo, mình biết quân bình, biết điều độ, thì lúc đấy mình sẽ điều phục được thân, điều phục được tâm, điều phục được thân tâm. Tức là cái sự tu tập trong cái quá trình tu tập là mình biết cách điều phục thân tâm một cách vừa phải, thì sẽ khai mở được trí tuệ. Khi nào thể nhập được trí tuệ thì sẽ đi đến cái sự giác ngộ, đi đến cái sự đoạn trừ hết tất cả những cái phiền não khổ đau. Hết cái phạm vi dài. Sabasatana Pachemi Esabe